Uyên đang có mặt ở đây là ngay bờ sông Đồng Nai quý anh chị nhé. Một cái khung cảnh mà nó cực kỳ mát, cực kỳ chill luôn ha. Thì bên đây, bên phía tay phải của Uyên quý anh chị có thể nhìn thấy nè, là mình sẽ có một cái cây cầu rất là lớn, đó là cầu Hóa An quý anh chị nhé. Đó, thì đây sẽ là con sông Đồng Nai. Bờ bên này thì sẽ là Tân Hạnh, còn bờ bên kia thì sẽ là Bửu Long nhé. Quý anh chị có thể là nhìn qua phía bên kia, mình sẽ có cái đường lên sông Đồng Nai đang trong quá trình là hình thành và xây dựng ha. Rồi, để qua đây không thôi nó rớt cái cần câu này mất. Nó dính cái dây vô đây rồi, dính cái dây qua bên kia rồi, không ai ngoắc qua bên kia rồi. Thì hiện tại thì Uyên đang ở đây sẽ là bên phía của Tân Hạnh quý chị nhé. Thì bên kia thì người ta đang làm cái bờ kè, là cái đường bên sông Đồng Nai ấy, chạy dài từ cầu Hóa An cho tới bên trong chỗ sát vách với lại Vĩnh Cửu quý chị ha. Đó, bên nó sẽ rất là đẹp, sau này sẽ tạo một cảnh quan bên sông Đồng Nai cực kỳ là đẹp luôn. Thì Uyên nghĩ là sau cái thời gian mà ở bên đó họ hoàn thiện cái đường bên sông, làm cái cảnh quan bên sông bên đó, thì bên này chắc chắn là họ cũng sẽ phải làm một cái đường ven sông y chang như vậy. Đó, để tạo cái cảnh quan mới, tạo cái cảnh quan đẹp hơn cho đường ven sông Đồng Nai của thành phố Biên Hòa ha. Thì hôm nay Uyên có mặt ở đây để giới thiệu đến quý cô chú anh chị mình một cái sản phẩm bất động sản nằm gọi là hai mặt tiền, một mặt tiền trước là mặt tiền đường nhựa, mặt tiền sau sẽ là mặt tiền sông như thế này ha. Đó, sông thì người ta cũng có xây hàng rào rồi, cũng có làm bờ kè cho mình hết chắc chắn luôn. Đó, thì không gian chỗ này thì quý anh chị mình về có thể là làm một cái khu vườn chẳng hạn. Đó, thì cái vị trí của bất động sản này quý chị ạ, nó tọa lạc tại phường Tân Hạnh, mặt tiền đường là đường Bùi Hữu Nghĩa quý anh chị nhé. Đó, đường Bùi Hữu Nghĩa là con đường liên phường, nó nằm ở ngay cái khúc mà Tân Vạn là phường Tân Vạn này, xong núi qua bên phường Bửu Hòa rồi đi ngang qua phường Hóa An, và đây là sẽ là phường Tân Hạnh quý chị nhé. Đó, ui đây có con ngỗng nè, ui đừng có dí nha. Rồi đó, thì các sản phẩm bất động sản này có chiều dài lên tới là 60m quý anh chị ạ, rất là dài luôn. Đó nên là mình có thể là tận dụng hết. Mình đằng trước á, thì mình có thể làm mặt tiền kinh doanh, đằng sau đây thì mình có thể làm một khoảng sân vườn, hoặc là có thể là mình tận dụng luôn, mình làm một cái quán cà phê nhỏ nhỏ như hàng xóm bên này cũng được. Bên này họ mở một cái quán cà phê nhỏ nhỏ xinh xinh ở đây nè, tí nó đưa trên lầu sẽ cho quý anh chị mình coi rõ hơn ha. Đó, thì không gian đằng sau này thì gia chủ họ để họ làm cái vườn thôi, còn ở phía trước thì gia chủ họ có làm một cái ngôi nhà khá là kiên cố và khang trang. Rồi ở phía trước nữa mặt tiền đường á, thì gia chủ họ có làm một cái kiosk, thì quý anh chị mình cùng quên đi ra phía trước ha. Đó, bên hông thì gia chủ cũng trồng một cái đường luồn rất là lớn như thế này, có một cái cây dừa ở đây. Cây dừa này chắc là nó cũng lớn tuổi lắm rồi và thấy nó cũng hơi ọp ẹp rồi, sợ là nó sẽ bị đổ đấy. Quý anh chị mình có thể đi ra phía trước cùng Nguyên ha. Mặt tiền đằng trước này sẽ là mặt tiền đường Bùi Hữu Nghĩa của quý anh chị nhé. Đúng như hồi nãy Nguyên nói là con đường là con đường liên phường. Đó, đằng trước quý chị thấy không ạ, xe cộ đi lại cực kỳ là tấp nập luôn ha. Đó, thì con đường này á, nó sẽ bắt nguồn từ ngay cái chỗ mà cầu Đồng Nai á, chân cầu Đồng Nai là ngay cái chỗ mà phường Tân Vạn, rồi chạy thẳng qua đây, rồi đi sâu ở trong kia thì sẽ kết nối ra ngay cái đường này, đường Bùi Hữu Nghĩa này, hay còn có tên là đường DT16 quý chị ạ. Đó, đi thẳng về phía kia mình sẽ kết nối ra ngay cái đường DT747. Đó là mình có thể là di chuyển qua cái hướng là mình đi Tân Uyên nè, hoặc là mình đi Phủ Dầu 1, đi Bến Cát là mình cũng đi con đường này được quý chị nhá. Đó, hiện trạng thì con đường này được đổ nhựa và chiều ngang mình nghĩ là khoảng chừng tầm lên tới là khoảng chừng tầm 18m quý chị ạ, rất là lớn luôn. Thì đây sẽ là cái phần tiền sảnh của ngôi nhà của mình. Với cái chiều ngang là 10m thì bên phía bên này thì bên gia chủ họ có xây một cái kiosk nhỏ. Hiện tại đang cho thuê với cái dòng tiền là 6 triệu một tháng quý chị nhá. Đó, rồi chừa ra một bên, tức là 5m là sẽ xây kiosk, còn 5m sẽ là cái cổng của nhà mình. Thì quý vị thấy không ạ? Từ đây mình ra cầu Hóa An, đang nghĩ chắc là trường tầm 400m thôi à, rất là gần luôn. Đường ngôi nhà mình thì là đường nhựa hết rồi, có mấy cổng rất là lớn ở đây. Gia chủ họ chừa cái đường này cho mình. Cái này thì mở hết cái cánh cổng này ra thì xe hơi, xe bán tải sẽ tải vô nhà thoải mái ha. Đó, một cái phần sân nhà gia chủ họ để khá là rộng. Chỗ này thì mình có thể để khoảng ứng nhất trường tầm 3 chiếc xe hơi vẫn để được thoải mái ha. Đó, xung quanh thì gia chủ họ cũng làm những cái tiểu cảnh, những cây như thế này. Đó, con đường bên cạnh đây là sẽ là cái đường để dẫn vô ngay cái chỗ quán cà phê nhỏ nhỏ của gia đình hàng xóm bên cạnh á. Đó, rồi bây giờ mình cùng tiến vào trong quý chị nhé.
Đây thì sau đây là sẽ là có cái ngôi nhà. Ngôi nhà này thì là ngôi nhà thiết kế là một trệt một lầu hiện đại. Cái này thì cô chú xây từ năm 2019 và mới vừa hoàn công cách đây năm 2022 là mới được vừa hoàn công đây của chị ha. Đó, bây giờ quý chị có thể nhìn một vòng xung quanh là đằng thành phố động sản này á, đằng sau là view sông, đằng trước là mặt tiền đường nhựa lớn ha, một cái trục đường chính của thành phố Biên Hòa. Thì hiện tại gia chủ cũng đang gọi là cần bán gấp cái sản phẩm này để có thể là về quê sinh sống, nên là không có muốn là ở Biên Hòa xô bồ nữa, nên là muốn sang nhượng lại bất động sản này với một cái mức giá mà siêu 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 rẻ luôn. Từ tối hôm qua là một cái mức giá khác, nhưng mà đến sáng ngày hôm nay khi mọi bên qua đây có nói chuyện với cô chú thì cô chú có chia sẻ là cô chú giảm mạnh sản phẩm này lên tới là 2,5 tỷ quý chị nhé. So với tối hôm qua đến sáng ngày hôm nay là giảm mạnh 2,5 tỷ rồi. Bây giờ quý chị cùng đồng hành với Uyên tham quan tiếp bên trong và chút xíu nữa ở cuối video Uyên sẽ công bố ha. Rồi đó, ngôi nhà này thì mình cô chú xây cũng tương đối là cao ha, cao hơn mặt mặt sân khoảng chừng tầm 30-40 cm, nên là ngôi nhà cũng khá là thoáng. Đây, ở phía trong thì cô chú xây một căn nhà theo cái kiểu thiết kế là rất là giản dị hiện đại thôi. Đó, rộng rãi, cao và thoáng. Đây là sẽ là cái khu vực phòng khách ha. Đó, thì chú chủ nhà chia sẻ là cũng sẽ có tặng lại một số cái nội thất cơ bản cho vị khách hàng thiện chí sở hữu ngôi nhà này. Quý chị thấy không ạ? Đây, một cái khu không gian phòng khách như thế này. Thì nếu mà về mình có thể là mình sáng sửa lại, mình sắm sửa thêm một chút xíu nữa thì mình nghĩ là nó sẽ rất là đẹp. Đó, đằng trước thì mình cho thuê có dòng tiền, còn đằng sau thì mình có thể là sử dụng để ở, còn đằng sau nữa thì không gian vườn mình có thể là trồng cây nè, nuôi gà, nuôi chó. Đó. Rồi, bên này thì quý anh chị mình có thể đi ra phía sau bếp nè. Không gian bếp thì mình thấy là cũng đơn giản thôi ha. Cũng tương đối rộng rãi, có một cái bộ bàn ăn như thế này cho gia đình của mình có thể là ăn uống sum họp ở đây. Rồi bên này thì mình sẽ có một không gian bếp đó, được xây cao lên một một cấp như thế này ha, sẽ rất là thoáng. Cũng sẽ có những cái cửa như thế này để đón nắng đón gió ở bên ngoài và sử dụng là bếp bếp từ ha. Đó, không gian bếp nhỏ xinh như thế này thuận tiện để sử dụng cho gia đình của mình. Rồi bên này thì khu vực dưới cầu thang thì cô chú cũng để đồ này kia này. Đó, không gian giặt với giặt ở đây luôn ha. Tại vì thực sự ra là ngôi nhà này là gia chủ họ đang ở, họ xây rất là tâm huyết và họ đang sử dụng để họ ở luôn, chứ không phải là xây để họ bán, nên là cũng sẽ có một cái chút là đồ đạc cũng hơi nhiều và cũng sẽ hơi rối một tí, nhưng mà khi quý chị mình về mình có thể là mình dọn dẹp lại hoặc là mình bố trí lại thì cũng sẽ rất là đẹp ha. Đó, gia đình thì chỉ có hai cô chú với hai đứa con thôi. Đó, rồi bây giờ mình cùng tiến ra phía sau quý chị nhé. À, chú chia sẻ với Uyên là ngôi nhà này chú xây rất là tâm huyết luôn và kỳ công. Thì tường từ trên, từ dưới lên trên là hoàn toàn là tường 20 hết. Đây là bảo đảm ngôi nhà này nó có sự vững chắc cũng như là mình ở trong ngôi nhà nó sẽ mát mẻ hơn ha. Ở đây sẽ là bên trong đây sẽ có một cái phòng ngủ mà chắc là cô chú đang ở, nên là đã khóa cửa lại rồi. Thì cái phòng này nó sẽ cũng nhỏ nhỏ thôi, tầm từ ngay từ đây tới bên kia thôi. Uyên nghĩ là chiều ngang khoảng chừng tầm 3 mét, chiều sâu chắc cũng tầm 3 mét, tầm 9 mét vuông ha. Cái phòng ngủ nhỏ ở dưới này phù hợp cho các bé nhỏ cũng như là gia đình mình có người lớn tuổi. Đó, rồi mình đi ra phía không gian đằng sau này thì sẽ có một cái không gian vệ sinh chung ở phía dưới. Đó, cũng sẽ có một nhà vệ sinh cũng rất là lớn nha. Đó, được bố trí các nội thất cũng cơ bản thôi, nhưng mà được làm tương đối là lớn và nên mình có thể là sinh hoạt thì thoải mái ha, đi vệ sinh tắm rửa. Rồi phía sau này như hồi nãy á, mình có đi ra cho quý anh chị coi á, thì ở sau đây mình sẽ có một cái vườn ha, view sông ở phía ngoài đây. Còn chỗ này thì cô chú sử dụng để có thể là nuôi chó, nuôi mèo ha. Đó, một cái không gian sân nhỏ nhỏ ở đây, nuôi chó, nuôi mèo, có mái che luôn. Thì ở đây quý chị mình về có thể là một cái sân phơi chẳng hạn. Đó, hoặc là một cái gara để xe máy, để đồ ở đây cũng được ha. Đó, phía bên này thì cô chú cũng chừa một cái đường luồng nè. Đó, quý chị thấy không ạ? Đây, một cái đường luồng đi thẳng ra ngoài sân, sau kia là cái đầu trên kia là bên để xe trên đấy ha. Đó, một cái đường luồng như vậy. Ở phía bên hông này có một cái đường luồng lớn nữa. Đó, thì ngôi nhà nó sẽ rất là thoáng, cách tách biệt, không có bị vướng bận với lại đụng vật chung tường với nhà hàng xóm thì nó cũng sẽ là tương đối là ồn ào. Đó, xây tách biệt như vậy. Rồi cái đường luồng đó thì vừa để cho ngôi nhà mình thoáng, có không gian để mở cửa, rồi vừa là cái chỗ để gọi là thoát hiểm luôn ha. Đó, rồi bây giờ mình cùng nhau đi lên phía trên quý anh chị nhé. Mình đi nhanh thôi, tại vì ngôi nhà thì thật sự là về cái thiết kế thì nó cũng tương đối là đơn giản thôi, không có gì quá là cầu kỳ, nhưng mà được cái là cái chất lượng xây dựng khá là tốt ha.
đó, khu vực cầu thang này đi lên trên thì cũng được làm phong cách hiện đại thôi, tại vì gỗ nè và những cái song bằng sắt và kính cường lực thôi ha. Đó, nền thì cũng được chú làm đá hoa cương, đó, hoa cương rất là chắc chắn sạch sẽ. Rồi bên trên này thì mình sẽ có thêm hai phòng ngủ nữa quý anh chị nhé. Đây, đó, một cái phòng ngủ nhỏ, thường là phòng ngủ ở trên này thì cô chú cũng xây tương đối là nhỏ thôi, phù hợp với lại gia đình có thể là ở đó. Quý anh chị sẽ thấy ha, ở chừng tầm 90 mét vuông thôi, không quá lớn đâu, để vừa một cái nệm rồi một cái tủ ha. Đó, bàn học cũng có hệ thống máy lạnh rồi cửa chiếu sáng đầy đủ hết, tại vì là giống như bên nói hồi nãy ấy, cô chú chừa cái đường luồng nên là bên này cũng sẽ có khoảng sáng, rồi bên trong phòng cũng sẽ có một cái những cái cửa ô cửa như vậy này để lấy sáng lấy gió vô ha. Đó, đây cũng sẽ có một cái phòng ngủ nữa, cũng nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, tương đối khoảng chừng tầm 90 mét vuông thôi, đủ để ở, nhưng mà đang có người ở nên là đang khóa cửa rồi. Rồi ra phía sau đây thì mình sẽ có một cái không gian vệ sinh chung ha. Đó, quý chị thấy không ạ, một cái phòng nhà vệ sinh cũng y chang như ở dưới thôi, cũng rất là rộng rãi luôn. Tôi nghĩ là về nhà quý cô chú anh chị mình chỉ cần là mình sơn sửa lại một chút xíu rồi mình vào mình ở thôi là cũng rất là tuyệt vời rồi. Đó, quan trọng là chất lượng xây dựng thôi, chứ còn trang trí thiết kế cái phần nội thất thì nó cũng đơn giản mà. Đó, quý chị thấy không ạ, một cái tầm view phải gọi là tầm view triệu đô ha. Đó, sau này thì khi mà cái tuyến đường bên sông Đồng Nai nó sẽ hình thành xong á, thì là bên đằng kia nó sẽ rất là tấp nập luôn, rất là đẹp của chị ha. Đó, thuyền bè đi lại rất là đông đúc nè, một cái view sông mà cực kỳ mát, quý chị biết rồi, một cái nhà mà nó ở gần sông gần suối thôi thì nó đã rất là mát rồi, điều hòa và gọi là chi phối cái không khí của mình nó sẽ rất là tốt, điều phối không khí rất là tốt. Đó, thì ở đây thì mình lại nằm ngay cái bờ sông mà rộng như thế này, mình nghĩ là từ đây từ bờ này có bờ bên kia, mình nghĩ chắc phải khoảng chừng phải hơn 100 mét luôn á, siêu lớn nè, nên là khi mình ở đây mình thấy cái không khí, cái môi trường sống nó sẽ khác liền. Đó, bên đối diện kìa, ở quán cà phê cũng thấy không ạ, đó bên đó thì gia chủ họ cũng làm một cái quán cà phê xinh xinh ở bên đây, có cái đường đi vô bên cạnh nè. Đó, quý chị mình về đây thì mình có thể là hoàn toàn là nếu mà mình muốn thì mình cũng có thể làm một cái không gian cà phê sân vườn, cà phê view sông ngay nhà mình cũng được ha. Mà tiền đằng sau thì mình có thể là mình làm một cái view sông, còn đằng trước thì mình làm một cái quán cà phê nhỏ chẳng hạn. Nói chung là không gian ở đây thì quý chị mình về hoàn toàn có thể là vừa ở vừa kinh doanh được ha. Đó, chung là mình thấy là một cái không gian mà gọi là siêu 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 tuyệt vời và đáng sống ở khu này luôn á. Hiện tại thì giống như Uyên đã chia sẻ hồi nãy quý chị ha, gia chủ từ tối hôm qua là một cái mức giá khác, nhưng mà đến sáng hôm nay lại là một cái mức giá khác. Thì cái mức giá mà ngay cái thời điểm đầu tiên mà cô chú gửi á thì là 16 tỷ lận quý chị ha, 16 tỷ lận, nhưng mà hiện tại bây giờ đã giảm hơn rất là nhiều rồi, gần 50% rồi ha. Đây, thì không gian bên này sẽ là một cái không gian phòng thờ quý chị nhé. Đó, cũng xây cũng tương đối là cao ráo, một cái phong cách hiện đại đơn giản thôi ha. Chỗ này thì gia chủ cũng tận dụng luôn lại làm một cái không gian bàn học cho con ha, vì nó rộng quá nên là bàn thờ thì thờ không hết, đó nên là làm không gian phòng học cho con như vậy cũng được. Rồi phía trước này mình sẽ có một cái ban công nhỏ nhỏ xinh xinh ở đây nè, đó nhìn ra phía ngoài thì hiện tại quý anh chị cô chú thì cũng đang khó khăn, cái tiền cũng cần gọi là thanh khoản cái sản phẩm bất động sản này để có thể là có một cái nguồn tiền để có thể là về quê sinh sống. Thì như Uyên nói hồi nãy, vào cái thời điểm mà cách đây khoảng chừng tầm một vài tháng thì đang chào bán với cái mức giá là 16 tỷ. Nhưng mà hồi tối hôm qua thì Uyên nhận được thông tin là ngôi nhà này đã giảm giá xuống còn 11 tỷ thôi, là đã giảm 5 tỷ rồi. Nhưng mà hiện tại tới thời điểm bây giờ thì mức giá lại giảm thêm 2 tỷ rưỡi nữa, là chỉ còn 8 tỷ rưỡi thôi quý anh chị ạ. Cô chú thật sự là rất muốn bán rồi và mong muốn là bán một cái mức giá mà hợp lý nhất, rẻ nhất, cắt lỗ sâu nhất để có thể là tìm được chủ nhân tương lai cho ngôi nhà này một cách nhanh nhất ha. Đó, thì ngôi nhà này nằm trên một cái thửa đất có cái chiều ngang là 10m, chiều dài sẽ là 60m quý chị nhé. Đó, và ngôi nhà này của mình thì đã là hoàn công rồi, trên toàn bộ thửa đất là gần 600m2, là sẽ có 200m2 thổ cư quý chị nhé. Đó, và mà tiền đường đằng trước thì cũng sẽ được mở rộng thêm nữa. Đó, thì ngôi nhà này thì cũng là đã được hoàn công rồi, đầy đủ hết rồi, là quý chị mình có thể hoàn toàn yên tâm về đây là mình sở hữu, vừa ở vừa kinh doanh vừa đầu tư ha. Với cái mức giá mà 8 tỷ rưỡi thì mình nghĩ là sản phẩm rất là tuyệt vời đó,
200 m² thổ cư. Nội cái mặt tiền đường lớn này thôi để mà lên thổ cư 200 m² là đã mất khoảng chừng tầm 17 triệu một mét vuông rồi, 200 m². Đó thì cái giá nó đã rất là tốt trong cái thời điểm hiện tại rồi. Tại vì là qua cái thời điểm này thì quý anh chị mình khó, rất là khó để kiếm được một cái sản phẩm diện tích lớn nè, vị trí đẹp nè và giá lại còn tốt như thế này nữa ha. Đó. Quý anh chị nào mà cảm thấy sản phẩm này phù hợp với lại cái yêu cầu của gia đình mình và cũng đang tìm kiếm thì hãy nhanh tay liên hệ với Uyên để có thêm những cái thông tin chi tiết cũng như là đến đây tham quan trực tiếp quý anh chị ha. Đó. Thì cảm ơn quý anh chị một lần đồng hành cùng với Uyên tham quan một vòng cái sản phẩm bất động sản view sông cực kỳ là đẹp này. Thì cũng rất là mong nhận được sự yêu thương và ủng hộ của quý anh chị bằng cách là cho Uyên xin một lượt đăng ký cũng như để lại cho Uyên một lượt like, một lượt bình luận để ủng hộ Uyên và đội nhóm sẽ ra thêm nhiều những video nhà đẹp hơn trong thời gian tới quý anh chị ha. Rồi, Kim Mê Bất Động Sản xin chào và hẹn gặp lại quý chú anh chị trong những video tiếp theo.